Thân chào các em học sinh khối 6 trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kỳ vào tuần học thứ 9 sắp tới đây nhé. Về đề kiểm tra giữa học kỳ 1 thì sẽ bao gồm hai phần. Thứ nhất đó là phần lý thuyết và thứ hai đó là phần bài tập. Về cấu trúc chung của một đề kiểm tra giữa kỳ thì thông thường mỗi đề sẽ có 5 câu, mỗi câu 2 điểm và hình thức ra đề đó là đề tự luận. Giới hạn ôn tập của chúng ta gồm có bài số 3, bài số 5, chủ đề tích hợp của bài số 4 và bài số 9. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu phần lý thuyết. Câu 1. Thế nào là tiết kiệm? Nêu việc làm thể hiện em đã biết sống tiết kiệm. Câu 2. Thế nào là lễ độ? Nêu việc làm thể hiện em đã biết cư xử lễ độ. Câu 3. Thế nào là tôn trọng kỷ luật? Nêu việc làm thể hiện em biết tôn trọng kỷ luật. Câu 4. Thế nào là lịch sự tế nhị? Câu 5. Biểu hiện của lịch sự tế nhị. Câu 6. Biểu hiện của người sống có lễ độ. Phần thứ hai là phần bài tập. Tìm ca dao tục ngữ nói về tính tiết kiệm. Giải thích câu thành ngữ, buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện. Bạn Thanh có mẹ là giám đốc doanh nghiệp. Một hôm đi học về, Thanh rẽ vào cơ quan của mẹ để lấy chìa khóa. Khi đi qua cổng, chú bảo vệ gọi Thanh lại và hỏi, cháu muốn gặp ai? Bạn Thanh dừng lại và trả lời, cháu vào chỗ mẹ cháu, thế chú không biết cháu à? Câu A, theo em, tại sao chú bảo vệ gọi bạn Thanh lại và hỏi như vậy? Câu B, em có nhận xét gì về cử chỉ và cách trả lời của bạn Thanh? Câu C, nếu em là Thanh thì em sẽ nói như thế nào với chú bảo vệ? Các em hãy cùng quan sát phần gợi ý trả lời của cô. Tìm các câu ca dao tục ngữ nói về tính lễ độ. Đánh dấu vào ô sau. 1. Đi xin phép về chào hỏi. 2. Nói leo trong giờ học. 3. Gọi dạ bảo vâng. 4. Ngồi vắt vẻo trên ghế trước mọi người. 5. Nhường chỗ ngồi cho người tàn tật, người già trên xe ô tô. 6. Kính thầy, yêu bạn. 7. Nói trống không. 8. Ngắt lời người khác. Có người cho rằng
Thực hiện nếp sống kỷ luật làm con người mất tự do. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? Các em hãy cùng quan sát, gợi ý trả lời của cô. Tuấn và Quang rủ nhau xem ca nhạc. Vào cửa rạp, Tuấn vẫn hút thuốc lá. Quang ghé sát vào tai Tuấn nhắc nhở tắt thuốc lá, nhưng Tuấn lại trả lời để mọi người xung quanh nghe thấy. Việc gì phải tắt thuốc lá? Em hãy nhận xét hành vi cử chỉ của Tuấn và Quang trong tình huống trên. Chúc các em ôn tập và kiểm tra thật tốt.